Chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em mới về luôn. Chị có được con 361 con mà nó đẹp quá trời luôn. Một số đặc điểm mà nó có vết trầy trầy là do tại vì vận chuyển chất rồi nó cả này cả kia. Chứ cái thật chất con này nó tuyệt vời luôn. Tuyệt vời nha. Một số điểm trầy là do tại nó cả. Máy này em bao hơi lửa chút nha. Cái trước nó trầy trầy đây là do tại hồi lúc tối hàng nó về, cái em nghĩa là bỏ hàng lên rồi đẩy vô á, cái nó cả hai con máy vô nó trầy trầy thôi. Đẹp lắm mọi người, nhìn nữa ngồi nhìn nó đẹp lắm. Lamsona Genoa 14 inch, lắm chuột nha, còn rất là dài, xích là dài nha. Ra mà còn 4 tấc đó, cái lam đẹp Genoa của nó nha. Hết ngày này nữa là còn 2 ngày nữa là giảm giá là hết nha mọi người. Rồi anh em tranh thủ đi. Rất nhiều của chú anh chị đã mua được hàng giá thành rất là tốt. Mà chưa bao giờ mình mua được giá đó luôn. Ôi trời. Máy tuyệt vời. Rồi, con này để cho người 2.3 triệu nha. Con này 2.3 triệu và con này để con này giảm cho mọi người 10% nữa nhé, 2.3 triệu nha mọi người, và mọi người trừ đi thêm 10% nữa. Máy đẹp lắm, có một con duy nhất thôi, về được không con.